Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. VinFast VF3, nội thất có màn hình 10 inch, phối màu rất độc đáo. Thiết kế ưu cho 4 chỗ ngồi, màn hình cảm ứng 10 inch và cách phối màu độc đáo là những điểm đáng chú ý trên mẫu xe mini điện VinFast VF3 sắp bán tại thị trường Việt Nam. Những hình ảnh về thiết kế nội thất của VinFast VF3 mẫu mini car gây sốt trong những ngày vừa qua đã được VinFast chính thức hé lộ. VinFast VF3 với ngoại hình cá tính, phong cách, bảng màu 9 lựa chọn và giá bán chỉ từ 235 triệu đồng đã chính thức công bố nhận cọc. Có thể thấy với thông số chiều dài 1679, nhỉnh hơn các mẫu xe trong phân khúc hạng A và chiều dài cơ sở 2075mm, VinFast VF3 tại Việt Nam có khoang nội thất khá rộng rãi so với thiết kế nhỏ gọn của mình. Phiên bản được thể hiện trong hình có tông màu nội thất đen cùng những chi tiết điểm nhấn màu vàng. Tâm điểm của khoang nội thất VF3 là màn hình cảm ứng 10 inch nằm ở trung tâm táp lô. Giống như các mẫu xe điện khác của VinFast, các thông số về tốc độ, quãng đường cùng các tùy chỉnh tính năng giải trí trên xe được tích hợp trên màn hình này. Mẫu xe cũng được trang bị các tính năng thông minh cơ bản được tích hợp đầy đủ, bảo đảm trải nghiệm thoải mái và tiện nghi. Theo hình ảnh mới nhất vừa xuất hiện, không gian cabin của VF3 được thiết kế tối ưu có thể ngồi được 4 người, hàng ghế sau có thể gập xuống hoàn toàn để tối ưu không gian, tăng thể tích chứa đồ lên tới 285 lít. Thiết kế xe có cách phối màu lạ mắt, thiên hướng nổi bật cá tính. Cùng với quãng đường di chuyển, sau một lần sạc đầy lên tới 210 km, VF3 sẽ đáp ứng thoải mái nhu cầu di chuyển đi làm, đi chơi, mua sắm hàng ngày của phần đông người dùng trong đô thị. Hơn nữa, khách hàng cũng có thể thoải mái lựa chọn màu sơn và họa tiết trang trí theo sở thích và nhu cầu cá nhân với chi phí từ 15 triệu đồng. Đây được xem là sự lựa chọn thú vị bởi thông thường nếu muốn độ lại xe theo sở thích, chủ xe phải thực hiện ở các gara bên ngoài và chi tiêu ít nhất từ 25 đến 30 triệu đồng. VF3 được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 32 kW, mô men xoắn cực đại 110 Nm kết hợp với hệ dẫn động cầu sau cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong 5,3 giây. Với kích thước nhỏ gọn dài rộng cao tương ứng là 3190, 1679 và 1622 mm, khoảng sáng gầm xe 191 mm, cao hơn cả một số mẫu SUV hạng CD. VF3 là mẫu xe có khả năng di chuyển linh hoạt, đa dạng địa hình, chấp cả các ngõ ngách, đường phố chật hẹp ở các thành phố lớn. Xe được áp dụng thời gian bảo hành 7 năm hoặc là 160.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước cho xe và 8 năm không giới hạn số lượng km cho pin, chính sách tốt nhất trên thị trường hiện nay. Với khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, mức giá xe VinFast VF3 sẽ ưu đãi 235 triệu đồng thuê pin và 315 triệu đồng kèm pin. Dự kiến, những chiếc VF3 đầu tiên sẽ tới tay khách hàng ngay trong tháng 8 năm nay. Xe bán tải của VinFast gây sốt. Mẫu xe bán tải VinFast VF ngoài có cửa sau kiều mở ngược như những chiếc Rolls-Royce. Mạng xã hội lan truyền hình ảnh chiếc bán tải ỉ chạy điện VinFast VF ngoài được cho là lần đầu tiên xuất hiện tại khu đô thị Vinhome Ocean Park sáng ngày 10 tháng 5. Trước đó, VinFast đã trưng bày VF ngoài tại triển lãm công nghệ Mỹ xét hồi tháng 1 năm 2024 trước khi mang đến triển lãm ô tô Bangkok tháng 3. Đây là lần đầu tiên mẫu bán tải điện của thương hiệu Việt Nam xuất hiện tại thị trường trong nước. Chiếc xe này được cho chính là bản ý tưởng trong hai triển lãm kể trên và bây giờ mới vận chuyển về Việt Nam. VinFast VF ngoài ấn tượng với diện mạo hầm hố đi cùng kích thước lớn. Đầu xe vẫn là dải đèn LED định vị thương hiệu kèm logo chữ V. Vẻ nam tính được nhấn mạnh bằng cản trước, cản sau hầm hố, mâm xe 20 inch với hai tông màu đen trắng đi kèm bộ lốp kích thước lớn. Thùng xe phía sau có thiết kế sàn phẳng, vuông vức để tăng không gian chở hàng. Ngoài ra, tấm ngăn giữa khoang hành khách và thùng sau có thể hạ xuống, dùng để chở những đồ vật kích thước to dài. Một điểm đặc biệt nữa là mẫu VinFast VF ngoài có cửa sau kiều mở ngược như những chiếc Rolls-Royce. Xe sử dụng hai motor điện trước và sau. Nhiều người nhận xét mẫu xe bán tải này ăn đứt các đối thủ bán tải đang bán tại thị trường trong nước. Xe bán tải VinFast được dự đoán có giá bán khoảng 1 tỷ đồng cũng được mọi người nhận xét là phù hợp, dễ mua. Anh Hoàng Trung Tín ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang chạy chiếc bán tải Wildtrak của Ford. Khi bán tải VF ngoài mở bán sẽ đặt cọc mua ngay. Còn theo giới kinh doanh ô tô, lâu nay dòng bán tải chỉ có Ford là chiếm lĩnh thị trường. Này VF ngoài xuất hiện với tầm giá 1 tỷ đồng sẽ là đối thủ nặng ký đối với Ford. VinFast ngoài bất ngờ về Việt Nam sau nửa năm chu du khắp thế giới. Phiên bản trưng bày của mẫu bán tải điện VinFast ngoài vừa có mặt tại Hà Nội và lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Lượng lớn người tiêu dùng bày tỏ sự nóng lòng muốn biết giá bán cũng như thông tin chi tiết của mẫu xe bán tải điện gây sốt này. Hôm nay, ngày 10 tháng 5, VinFast ngoài đã chính thức xuất hiện tại Hà Nội, tạo cơ hội cho người tiêu dùng trong nước có thể thấy tận mắt, sờ tận tay mẫu bán tải điện cực kỳ bắt mắt này. Những hình ảnh đầu tiên của VinFast ngoài tại khu vực Long Biên, Hà Nội đã lập tức gây sốt trên mạng xã hội.
Khác với những mẫu VinFast lắc xay VF, ngoài khoác lên mình diện mạo cực kỳ bề vệ, hầm hố nhờ khoảng sáng gầm ấn tượng và dàn mâm lốp kích cỡ khủng. Phần đầu và đuôi xe vẫn có sự hiện diện của bộ đèn định vị chữ V quen thuộc. Thân xe được thiết kế khá mềm mại, cản trước và ốp cản sau được làm đồng màu thân xe. Phần đuôi sử dụng nếp bô già để tăng tính thẩm mỹ, bởi đây là một mẫu xe thuần điện. Đặc biệt, nắp capo được dập nổi những đường gân cơ bắp vuông vắn, sơn tối màu đen lại sự tương phản ấn tượng. Xe sở hữu nhiều điểm cực kỳ ấn tượng như hai cửa sau mở ngược với kính không viền, hai gương chiếu hậu dạng camera rất gọn gàng. Tuy nhiên, nhiều khả năng VinFast Wild phiên bản thương mại sẽ không có những chi tiết kể trên. Phía bên trong, VinFast Wild sở hữu duy nhất một màn hình kích thước khổng lồ, hiển thị trong cả thông tin vận hành xe lẫn các tính năng giải trí. Các núm vặn điều hòa đều tích hợp màn hình báo nhiệt độ rất hiện đại, giống những mẫu xe Land Rover hạng sang của Anh. Mẫu bán tải điện sử dụng cần số điện tử nhỏ gọn, vô lăng hai chấu cực kỳ vuông vắn và hiện đại. Khoang ngồi được bọc vật liệu da màu nâu, da lộn và kim loại, toát lên vẻ sang trọng. Riêng nóc xe sử dụng kính trần toàn cảnh thay cho cửa sổ trời. Trước khi về Việt Nam, VinFast Wild lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm công nghệ Mỹ xét hồi đầu năm. Sau đó, mẫu bán tải điện được đưa sang trưng bày ở Canada trước khi có mặt tại triển lãm ô tô Bangkok hồi tháng 3 vừa qua. Ngoài việc trưng bày thiết kế concept, VinFast chưa công bố thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẫu bán tải điện Wild như cấu hình sức mạnh, động cơ hay danh sách trang bị, tiện ích. Nhiều người tiêu dùng trong nước bày tỏ hy vọng xe sẽ có mức giá dưới 1 tỷ đồng khi được bán ra, nhằm cạnh tranh với Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay Toyota Hilux. Nhà sản xuất Guling Mini EV tại Việt Nam thay đổi nhân sự điều hành. Ông Bùi Quốc Công, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô TMT sẽ giữ vai trò lãnh đạo của công ty xe điện kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Theo văn bản công bố của Công ty Cổ phần Ô tô TMT, doanh nghiệp đang tiến hành tái cơ cấu lại hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh tại công ty xe điện nhằm giúp các đại lý, khách hàng có trải nghiệm tốt hơn. Kể từ ngày 1 tháng 5, ông Hồ Hải An sẽ không chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tổng giám đốc công ty xe điện để nhận nhiệm vụ mới do hội đồng quản trị giao. Ông Bùi Quốc Công, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô TMT sẽ chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty xe điện. Trong thời gian vận hành công ty xe điện của TMT Moto, ông Hồ Hải An đã hoàn thành việc ra mắt sản phẩm đầu tiên của doanh nghiệp, hiện có tên Guling Mini EV. Ở thời điểm đó, ông cho biết công ty tin tưởng rằng Guling Mini EV sẽ trở thành lựa chọn hợp lý đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đông đảo khách hàng có thu nhập thấp, được thực hiện hóa giấc mơ ô tô đã mong đợi nhiều năm qua. Hồi tháng 1 năm 2023, TMT Moto đã ký kết hợp tác chiến lược với liên doanh General Moto GMSIC WLING để sản xuất, lắp ráp và phân phối độc quyền ô tô điện thương hiệu Guling tại Việt Nam. Nhà máy lắp ráp hiện được đặt tại tỉnh Hưng Yên. Tại Việt Nam, Guling Hồng Quang Mini F có các phiên bản gồm tiêu chuẩn LV1 và nâng cao LV2. Đi cùng trang bị pin dung lượng 9,6 kWh hoặc 13,4 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa lần lượt là 120 km và 170 km. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.